Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn tham gia một chương trình testnet đến từ một cái ví có tên là Away các bạn, Away nè. Thì một cái ví này nó sẽ sắp phát hành một cái đồng coin, nó cũng tương tự như là một cái ví MetaMask thôi nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình, các bạn đã copy cái link này nè các bạn. Các bạn download về một cái ví của nó thôi các bạn. Thì đối với bạn nào ấy thì các bạn tải về một cái trình duyệt là wiki browser các bạn, sau đó các bạn dán vô đây nè các bạn. Rồi thì các bạn dán vào các bạn, rồi các bạn chờ chút xíu các bạn, rồi các bạn bấm vào thêm trình duyệt Chrome các bạn. Sau khi bạn thêm vào trình duyệt Chrome xong thì các bạn nó sẽ thêm về cho bạn một cái địa chỉ ví Away này các bạn, thì các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Thì nhấp vào đây thì các bạn tạo ví. Các bạn tạo ví nó cũng tương tự như ví Chocolate hoặc là ví MetaMask thôi các bạn. Thì cái phần tạo ví này bộ mặt mình không có thể hướng dẫn các bạn tạo ví được nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn click phần link mô tả thứ hai của mình, các bạn mở con bot ra, các bạn chatbot, bấm start nè. Rồi nó nói sao đây, để mình đặt thông báo các bạn. Cái này như là mình đăng ký để đi vào thử nghiệm của nó thôi các bạn. Cái này thì chương trình này diễn ra từ ngày 8 đến kết thúc vào ngày 19 tháng 9 năm 2021 các bạn. Rồi các bạn bấm vào start tiếp tục. Rồi các bạn bấm vào một Ethereum, nó kêu là Bit Network, các bạn chọn Ethereum ra BNC Smart Chain Testnet nha các bạn. Bạn nhấp vào. Rồi bạn chờ chút xíu, bạn bot load hơi chậm quá. Rồi sau khi bạn bấm xong thì nó ra một cái giao diện như thế này các bạn. Thì các bạn bấm vào Enter Address and Continue nha các bạn. Bắt sell inter wallet address thì các bạn copy cái địa chỉ với Away của mình vào nè các bạn, để mình nhận token SHT testnet các bạn. Các bạn copy nè các bạn, mạng Rimbk testnet các bạn trên ví Away nha các bạn. Rồi các bạn dán nhận bot nè, bắt inter u address. Rồi nó ra một cái giao diện như thế này, thì nó đã gỡ về cái đồng testnet cho các bạn là cái đồng Ethereum và cái đồng BSC scan testnet các bạn. Thì các bạn vào các bạn kiểm tra nha các bạn. Các bạn chờ chút xíu các bạn. Transaction. Chứ không muốn vốn mình qua BSC scan. Này mình có sẵn rồi các bạn. Mình kiểm tra mà có nhận thêm không các bạn. Đem qua trang BC Scan Testnet mình kiểm tra thôi kìa. Rồi sau đó các bạn nhận được cái đồng ETH Testnet và BNB Testnet xong thì bạn bấm Net nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào Reset nha các bạn. Scan. Rồi mình đã nhận được 0.0004 token ETH và BNB Smart Chain các bạn. Ok, hồi nãy là 0.01 và 0.14 mình đã nhận được 0.04. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm Next nha các bạn. Rồi nếu cầu gì đi thì các bạn visit alpha get token select delete in BK Ethereum. Rồi các bạn copy cái link alpha.ly.finance nè các bạn. Các bạn copy nha các bạn. Mình connect với địa chỉ ví mình nha các bạn. Các bạn dán vào trình duyệt mình. Vì đây dự án cũng mới ra, mình vừa chatbot lần đầu tiên, vừa chatbot vừa làm hướng dẫn cho các bạn nên. Rồi các bạn nhấp vào quay cạnh cùng các bạn. Các bạn connect đâu. Cái một connect cho ta. Ta test tin. Không thấy một con nét, các bạn chọn trang web cho máy tính nha các bạn. Ok, các bạn bấm start để connect nè. Ủa sao nó về con bot ta?
đầu bạn bấm vào red token thôi các bạn, coi nó yêu cầu gọi, nó kêu mình bấm vào red token các bạn, nó mới hiện ra một connect wallet nữa các bạn. Rồi các bạn chọn cái địa chỉ ví EOA nha các bạn. Rồi các bạn vào đây các bạn xác nhận đó các bạn. Bấm net nè. Bấm connect nè. Rồi các bạn chạy về địa chỉ ví EOA của mình đi các bạn. Rồi vào đây thì các bạn bấm vào yêu cầu dòi của, bấm vào đây nè, các bạn chọn cái đồng Get USDT và cái đồng EY testnet nè các bạn. Bạn chọn đồng EY đi các bạn. Đây thì bạn chọn 100 hoặc 200 thì cũng được các bạn. Các bạn bấm vào min nè. Rồi các bạn xác nhận blockchain mình nè các bạn. Đâu rồi ta? Rồi, các bạn vào đây các bạn xác nhận nè các bạn. Bấm confirm nè các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nữa các bạn. Ok, mình đã nhận được 100 token ngày qua này các bạn, để mình copy cuốn sách nó mình dán vào các bạn. Các bạn copy cuốn sách nó nè. Rồi. Các bạn dán vào cái địa chỉ ngày qua của mình các bạn. Để mình coi mình hiện được nó có hiện không các bạn áp cuốn sách vô đây nè. Rồi. Các bạn bấm next. Add token. Ok, mình đã nhận được 100 token EY nè các bạn. Tiếp tục thì mình trở về một cái web nữa nè. Các bạn get thêm 100 USDT nữa đi các bạn. Min. Rồi các bạn vào đây xác nhận nè các bạn. Các bạn chờ chút xíu nữa các bạn. Rồi các bạn bấm vào confirm. Sau nhà bạn tiếp tục là bước 4, nó kêu mình connect mạng BNB Smart Chain Testnet nè, get token EY và USDT nè bạn, Sidelin connect thì các bạn mở địa chỉ ví EY của mình ra lại đi các bạn, làm từ bước các bạn, nó có hướng dẫn nữa các bạn. Rồi các bạn nhập password của mình vào các bạn, bấm unlock. Rồi các bạn chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn. BC Testnet nè. Rồi sau đó thì các bạn dán cái link. Cái link EWA chấm này nè các bạn. Để mình connect tiếp tục. Ây dạ. Không phải link này các bạn ơi. Các bạn bấm vào nhật ký nữa các bạn. Các bạn chọn cái link đầu tiên các bạn. Alpha.ewa.pay nè. Vào cái link này thì các bạn nhấp vào ba cái anh cùng nè. Các bạn bấm vào một get token nè. Các bạn connect chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Đây thì các bạn chọn là mạng BNB Smart Chain nè. Các bạn connect nè. Gì ở ngoài chứ sao không được ta, sao kỳ vậy ta. Rồi các bạn vào đây xác nhận mới được các bạn ơi, sorry các bạn nha. Các bạn connect với cái ví EWA này các bạn. Rồi sau đó thì các bạn bấm vào get cái token EWA mạng BNB Smart Chain đó các bạn. Để mình qua đây mình coi nó kêu get token nào các bạn. Connect nè, select BNB get token EWA và USDT nè. Thì các bạn làm cũng tương tự như hồi nãy thôi nha các bạn. Bạn bấm vào min nè. Rồi. Các bạn chờ xác nhận chút xíu các bạn. Sao không thấy? Sao bấm vào min không được, để mình get token USDT các bạn. Nhập số lượng vô nữa. Sao đứng máy kỹ ta, để mình ấy lại các bạn, connect lại coi. Bấm vào min lại coi. Nhưng sao mà yêu cầu không được ta. Rồi, nó gỡ nè các bạn. Vì mạng của mình nó lag các bạn. Rồi các bạn bấm vào confirm nữa các bạn. Rồi các bạn chờ nó xác nhận chút xíu nữa các bạn.
Rồi gửi cho nó xanh cho nó rồi mình cũng quên luôn. Rồi tiếp tục các bạn get con USDT của nó đi các bạn. Rồi bạn bấm vào min luôn đi các bạn. Rồi bạn bấm vào config luôn các bạn. Rồi cho nó xác nhận đi các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm qua con bot nè. Connect wallet you min. Rồi các bạn bấm vào supply nha các bạn. Supply. Đây thì nó có cái video hướng dẫn các bạn vào xem nha các bạn. Net Inter Ethereum UK. Để mình dịch. Rồi cái bước này thì nó kêu mình yêu cầu là gửi cái địa chỉ transaction của token Ethereum DinBK và token Binance Smart Chain Testnet. Thì các bạn bấm vào một interlink nha các bạn. Rồi thì các bạn gửi lên một cái trang sàn các bạn đã yêu cầu mạng Ethereum nha các bạn. Tại ơi nãy mình quên luôn tại. Rồi các bạn trở về cái địa chỉ ở ngoài đi các bạn. Rồi các bạn chọn lại mạng DinBK Testnet nè. Transaction hồi nãy mình đã request cái đồng ấy đó, mình nhấp vào đây thử các bạn. Transaction đâu mình khó kiếm quá. Rồi nha các bạn, để gỡ trang xanh cho nó thì rất là đơn giản các bạn. Các bạn nhấp vào một min nè các bạn. Các bạn ở đây thì nãy mình đã yêu cầu là hai con token USDT và con token EY thì các bạn vào kiểm tra các bạn. Các bạn bấm vào min nè. Các bạn bấm vào mũi tên nè các bạn. Thì tất cả các bạn kiểm tra nè các bạn. Trang xanh thì con kiểm tra mình đã get được 100 token EY nè. Rồi thì các bạn copy cái dòng thời gian này nè các bạn. Rồi tất cả các bạn gửi lên cho bot nè các bạn. Rồi tiếp tục gửi trên cái sàn BC scan testnet các bạn. Thì các bạn cũng mở địa chỉ dưới quay mình nghe nè. Rồi các bạn chuyển mạng là BNB Smart Chain nha các bạn. Ở BNB testnet chứ. Rồi các bạn cũng nhấp vào cái mũi tên này nè các bạn. Rồi nhấp vào mũi tên này nè. Cái này get USDT. Để mình nhấp vào giọng tiếng Anh các bạn. Nhập vào địa chỉ dí. Rồi các bạn chọn vào đây nha các bạn. Rồi các bạn chọn view scan nè. Rồi các bạn tìm có chữ EY nè các bạn. Sansan mình đã get tất cả EY nè. EY Iwa nè. Rồi các bạn copy nè các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè các bạn. Phải không ta? Nãy copy dòng thời gian mà. Đúng rồi. Rồi nó nói mình đã nhận được 40 boy nè các bạn. Thì thông báo này sao ta. Rồi cái này nó kêu mình chờ thông báo vào ngày 19 tháng 9 nha các bạn. Rồi vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia một trình ai góp đến từ một cái dí ai quay đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo thôi nha.